Hôm nay được đi Mekong. Năm hôm nay đi được về miền Tây. Miền Tây. Có cô đẹp nay chở đi kìa. Cảm ơn anh nhé. Ủa anh ở trong Việt Nam luôn hả? Dạ không, có nhiều bạn ở Việt Nam bên Mỹ. Vậy là nên anh nói tiếng Việt rất là rành. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Có giọng Sài Gòn phải không? Nên nghe tiếng Anh nói rất là rành là về tiếng Việt mình luôn. Dạ. Cảm ơn nha. Vậy là anh tiếp xúc với mấy người Việt là anh nói tiếng Việt luôn. Dạ vâng. Quá hay rồi. Hát luôn. Vậy là anh mới qua đây Việt Nam lần đầu tiên hay là anh có qua lần nào chưa? Lần thứ hai rồi. Dạ. Hai năm trước thì con ở đây rồi mà. Ở đây một năm. Dạ, anh ta ở đây Việt Nam một năm rồi. Một năm rồi, dạ. Xong rồi đi Pháp. Dạ. Đi Pháp đi học. Xong dạ. Rồi mới học xong thì có thời gian về lại. Rồi, nay trở về Việt Nam tiếp. Dạ, vâng. Dạ. Rồi. Cái này nắng ha. Đi xuồng chè này lần nào chưa? Dạ rồi. Lần thứ hai rồi. Lần thứ hai luôn rồi. Hai năm trước rồi. Dạ. Anh có gia đình chưa? Dạ chưa. Chọn quá, tới giờ chưa chịu lập. Con trẻ rồi, con trẻ mà. Đúng rồi, còn trẻ cách gì hả anh? 24 tuổi mà. Ủa, còn nhỏ thế em? Nhỏ quá. 24 tuổi. Vậy phải rồi, mình còn đi học, mình tương lai còn dài mà. Dạ vâng, chính xác. Đây em đi nay là thấy nước thẳm, anh đi về Việt Nam đi có đụng nước cạn này chưa? Nay mình rất đầu nước đang cạn nè anh, cạn xuống như nè, có bữa là tụi em phải lội đẩy. Dạ. Có bữa cạn xuống sát dưới mặt đất còn mấy tấc nước á, mình lội không được là mình phải lội xuống mình đẩy. Mình khó ha. Dạ. Rồi tụi em bơi vậy nè, xếp bài theo tới lượt mình mới đi, từ 1 tới 50 chiếc gì đó. Giáp 50 chiếc trở lại tại 1 mình đi tiếp. Ồ. Dạ, xếp theo thứ tự vậy đó anh. Nhiều hơn. Dạ. Chứ đâu phải là mình thấy khách mà mình chen vô mình trước là được đâu. Cái này cũng nóng, nóng lắm á. À. Nắng. Nay nhiệt độ nóng chứ hai bữa nay mưa anh ơi, mưa lạ. Mưa khỉ à, hai bữa nay mưa khỉ. Trời mưa mà. Dạ, nay á, nay bắt đầu có nắng nè. Anh biết về em bê về nào tới tháng.